Vũ Ngọc Anh, Cường Seven cưới vào tháng 7. Người mẫu Vũ Ngọc Anh và ca sĩ Cường Seven tổ chức đám cưới tại Hà Nội vào ngày 28 tháng 7, sau 7 năm hẹn hò. Vũ Ngọc Anh cho biết vợ chồng cô lên ý tưởng theo phong cách disco, dự kiến mời 1.000 khách. Lên kế hoạch cho ngày trọng đại, cô cho biết mình bị stress. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc đánh dấu trang mới của cuộc đời, mọi cảm giác căng thẳng tiêu tan. Vũ Ngọc Anh, Cường Seven hẹn hò từ năm 2017. Họ phải lòng nhau khi đóng chung phim điện ảnh lôi báo của Victor Vũ. Cường Seven chia sẻ anh thích tuyết phụ nữ gợi cảm, cá tính như Vũ Ngọc Anh. Dù vậy, vẻ ngoài không phải vấn đề quan trọng nhất khi tôi bắt đầu một mối quan hệ tình cảm. Nam ca sĩ nói, cùng hoạt động nghệ thuật, cặp sao gắn bó như hình với bóng, dễ dàng chia sẻ mọi vui buồn từ công việc tới cuộc sống. Chúng tôi luôn hỗ trợ nhau phát triển sự nghiệp, cùng tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn. Ngọc Anh là cô gái thú vị. Khi mới tiếp xúc, tôi đã nghĩ cô ấy thuộc tuyết cứng đầu nhưng trải qua thời gian, tôi phát hiện cô ấy sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến và rút kinh nghiệm. Ngoài ra, cô ấy biết suy nghĩ, thích quan tâm đến người khác, Cường Seven nói về bạn gái. Cặp đôi hiện sống chung nhà. Mối quan hệ của họ được gia đình, bạn bè và khán giả ủng hộ. Vũ Ngọc Anh sinh năm 1990, từng thi Hoa hậu Thế giới Người Việt 2007, đoạt danh hiệu Người có làn da đẹp nhất, đồng thời vào top 5. Năm 2012, cô thi Hoa hậu Việt Nam, sau đó ít tham gia showbiz và chuyển sang làm ngân hàng. Cô được chú ý hơn khi đóng phim Queen 2015, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cùng Trần Bảo Sơn. Ca sĩ Cường Seven sinh năm 1990. Anh xuất thân từ nhóm Space Pepper gồm những gương mặt như Tuliver, Subin Hoàng Sơn, The Stati. Năm 2012, anh được khán giả yêu thích với ca khúc Beautiful Girl, Young Uno. Ngoài ca hát, anh từng đóng phim YOLO, Lôi Báo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.